Sách Thi Thiên chương 6. Cầu nguyện xin Chúa chữa lành. Thi Thiên của David, sáng tác cho nhạc trưởng dùng với đàn dây theo dòng trầm. Đức Giê-hô-va ơi, xin đừng quở trách con khi Ngài phẫn nộ, cũng chớ rửa phạt con trong cơn giận của Ngài. Lạy Đức Giê-hô-va, xin thương xót con vì con mòn mỏi. Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa lành con vì xương cốt con run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn con vô cùng bối rối. Lạy Chúa, cho đến khi nào Chúa mới chữa lành cho con? Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài đổi ý và giải cứu con, cho con khỏi chết. Xin cứu con vì lòng nhân từ của Ngài, vì trong cõi chết đâu ai còn nhớ Chúa, chốn âm ti ai sẽ cảm tạ Ngài. Con kiệt sức vì than thở, đêm đêm giường con dầm trong nước mắt, chỏng của con đầm đìa giọt lệ. Mắt con hoang mờ vì buồn thảm, càng mỏi mòn vì cớ kẻ thù con. Hỡi những kẻ làm ác, các ngươi hãy lìa xa ta, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc của ta. Đức Giê-hô-va đã nghe lời ta khẩn nguyện, Ngài nhậm lời ta tha thiết kêu cầu. Tất cả kẻ thù của con sẽ hổ thẹn và khiếp sợ, chúng vội thối lui nhục nhã thình lình. Sách Ma-thi-ơ chương 6. Việc từ thiện, cầu nguyện và kiêng ăn. Hãy thận trọng khi làm việc từ thiện, đừng nhằm phô trương trước mặt mọi người. Nếu không, các con chẳng được phần thưởng gì từ Cha các con ở trên trời. Vậy, khi các con làm việc từ thiện, đừng thổi kèn trước mặt mình như những kẻ đạo đức giả làm trong nhà hội và ngoài đường phố để được người ta khen ngợi. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con làm việc từ thiện, đừng cho tay trái biết tay phải làm gì, để việc từ thiện của con được kín đáo. Và Cha con, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng làm như kẻ đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với Cha của con, đấng hiện diện trong nơi kín đáo. Và Cha của con, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Khi các con cầu nguyện, đừng dùng những lời sáo rỗng như dân ngoại, vì họ nghĩ hễ nói nhiều thì được nhậm. Đừng bắt chước họ, vì Cha các con biết các con cần gì trước khi các con cầu xin Ngài. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay thức ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con đã tha những kẻ có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi điều ác. Vì vương quốc, quyền năng, vinh quang đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Nếu các con tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các con. Nhưng nếu các con không tha lỗi cho người ta, thì Cha các con ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho các con. Khi các con kiêng ăn, đừng tỏ vẻ âu sầu như kẻ đạo đức giả, vì họ làm bộ thiểu não để mọi người biết họ kiêng ăn. Thật, ta bảo các con, những kẻ ấy đã nhận được phần thưởng của mình rồi. Nhưng khi các con kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu và rửa mặt, để người ta không biết con đang kiêng ăn, nhưng chỉ có Cha con là đấng hiện diện nơi kín đáo biết được mà thôi. Và Cha con, đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con. Kho báu thật. Các con đừng tích lũy của cải ở dưới đất, là nơi có mối mọt, tèn rỉ làm hư, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Nhưng hãy tích lũy của cải ở trên trời, là nơi không có mối mọt, tèn rỉ làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch, khoét vách mà lấy. Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó. Ánh sáng của thân thể. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con tốt thì cả thân thể con sẽ đầy ánh sáng. Nhưng nếu mắt con bị hỏng thì cả thân thể con sẽ là bóng tối. Vậy, nếu ánh sáng trong con chỉ là bóng tối thì bóng tối ấy sẽ lớn là dường nào? Sự lo lắng.
không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Vì vậy, ta phán với các con, đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì. Đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, không gieo không gặt, không tích trữ vào kho, nhưng cha các con ở trên trời vẫn nuôi chúng. Các con lại chẳng quý trọng hơn loài chim sao? Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Còn về quần áo, sao các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Vậy, hỡi kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì? Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Sách Các Vua Nhì, chương 3. Joram cai trị Israel. Vào năm thứ 18 đời trị vì của Josaphat, vua Juda, thì Joram, con vua Ahab, lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 12 năm. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng không giống như cha mẹ mình, vì vua đã dẹp bỏ trụ thờ thần Ba Anh mà vua cha đã dựng lên. Dù vậy, vua vẫn bám lấy tội của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua không chịu từ bỏ tội ấy. Joram và Josaphat giao chiến với dân Moab. Lúc ấy, Mesa, vua Moab nuôi nhiều chiên và phải cống nộp cho vua Israel 100.000 con và lông của 100.000 con chiên đực. Sau khi vua Ahab qua đời, vua Moab lại nổi lên chống vua Israel. Bấy giờ, vua Joram từ Samari đi ra, huy động toàn thể Israel. Vua cũng sai sứ báo với Josaphat, vua Juda rằng: vua Moab đã nổi lên chống lại tôi, ngài có muốn cùng tôi đánh Moab không? Vua Josaphat đáp: tôi sẽ đi lên, tôi như ngài, dân của tôi cũng như dân của ngài, ngựa chiến của tôi cũng như ngựa chiến của ngài. Rồi vua hỏi: chúng ta sẽ đi lên theo đường nào? Joram đáp: theo con đường của hoang mạc Edom. Vậy vua Israel, vua Juda và vua Edom cùng kéo quân ra. Họ đi vòng 7 ngày đường, không còn nước cho quân lính và súc vật đi theo nữa. Vua Israel nói: than ôi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến để nộp vào tay người Moab. Nhưng Josaphat hỏi: ở đây không có nhà tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để nhờ người mà chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va sao? Một đầy tớ của vua Israel đáp: ở đây có Elise, con của Sa-phát, là người đã phục vụ Eli. Vua Sa-phát nói: ông ấy có lời của Đức Giê-hô-va. Vậy vua Israel, vua Sa-phát và vua Edom đi xuống gặp Elise. Elise nói với vua Israel: tôi với vua có can hệ gì chăng? Hãy đến cầu vấn các nhà tiên tri của vua cha và thái hậu đi. Nhưng vua Israel đáp: không đâu, vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua chúng tôi đến để nộp vào tay người Moab. Elise nói: trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, là đấng tôi phụng sự, tôi thề rằng nếu không kính nể Josaphat, vua Juda, thì tôi chẳng xem vua ra gì và cũng không nhìn mặt vua nữa. Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người gảy đàn. Mỗi khi người ấy gảy đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Ông nói: Đức Giê-hô-va phán thế này, hãy đào thật nhiều hầm hố khắp thung lũng này,
Vì Đức Giê-hô-va phán, các ngươi sẽ không thấy gió, cũng sẽ chẳng thấy mưa. Thế mà thung lũng này sẽ đầy nước để cho các ngươi, bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ được uống nước. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ dưới mắt Đức Giê-hô-va. Ngài lại sẽ phó dân Mô-áp vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ triệt hạ tất cả những thành kiên cố và tất cả những thành phố quan trọng, sẽ đốn ngã tất cả cây cối tốt tươi, chặn mọi nguồn nước và lấy đá phá hủy mọi đồng ruộng phì nhiêu. Sáng hôm sau, vào giờ dân tế lễ, thì nước từ hướng Ê-đôm chạy đến và toàn xứ tràn đầy nước. Khi toàn dân Mô-áp nghe tin các vua ấy kéo quân lên đánh chúng, thì tất cả những người đến tuổi có thể mang vũ khí trở lên đều được gọi nhập ngũ và đóng ở biên giới. Khi người Mô-áp thức dậy lúc sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu vào nước, họ thấy nước trước mặt mình đỏ như máu nên bảo nhau: ấy là máu, chắc ba vua kia đã đánh nhau và chém giết lẫn nhau. Bây giờ, hỡi người Mô-áp, hãy đi cướp chiến lợi phẩm. Nhưng khi chúng đến trại quân Israel, thì người Israel vùng dậy, tấn công người Mô-áp, khiến chúng bỏ chạy trước mặt họ. Quân Israel tiến vào xứ, đánh giết quân Mô-áp. Họ phá hủy các thành, ai nấy lấy đá liền lấp các đồng ruộng phì nhiêu, chặn các nguồn nước và đốn ngã những cây cối tốt tươi. Tại Kiệt Ha-Sheret chỉ còn lại những đống gạch vụn vì quân bắn đá đã bao vây và đánh phá thành. Khi vua Mô-áp thấy mình không thể chống cự nổi thì đem theo 700 người cầm gươm định tiến đánh vua Ê-đôm để thoát thân, nhưng không được. Khi ấy, vua Mô-áp liền bắt con trai đầu lòng là người sẽ lên ngai kế vị mình, dâng làm tế lễ thiêu trên vách thành. Người Israel cảm thấy quá kinh khiếp nên họ rút lui và trở về xứ mình. Sách Các Vua Nhì, chương 4. Elise hóa dầu ra nhiều. Lúc ấy, có vợ của một trong số môn đồ của các nhà tiên tri kêu cứu với Elise: chồng tôi là đầy tớ ông đã qua đời, và ông biết rằng đầy tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va. Bây giờ, chủ nợ đến đòi bắt hai đứa con tôi làm nô lệ. Elise nói với bà: tôi có thể giúp gì cho bà đây? Xin cho tôi biết, trong nhà bà còn có gì không? Bà thưa: tớ gái ông chẳng còn gì trong nhà, trừ một bình dầu nhỏ. Ông bảo: hãy đi mượn thật nhiều bình không của những người láng giềng, đừng mượn ít. Khi trở về, bà và các con bà hãy vào nhà, đóng cửa lại, rồi đổ dầu vào tất cả các bình đó. Bình nào đầy thì để riêng ra. Bà từ giả nhà tiên tri. Sau đó, bà và các con mình vào nhà, đóng cửa lại. Chúng đem bình đến để bà rót dầu vào. Khi các bình đều đã đầy dầu, bà bảo con: đem cho mẹ một bình nữa. Nhưng nó đáp: không còn bình nào nữa cả. Dầu liền ngừng lại. Bấy giờ, bà đến trình cho người của Đức Chúa Trời. Ông nói: hãy đem dầu đi bán mà trả nợ, rồi bà và các con sẽ sinh sống với số dầu còn lại. Elise khiến đứa con của người nữ Sunem sống lại. Một ngày kia, Elise đi ngang qua Sunem. Ở đó có một người phụ nữ giàu có, và bà ấy cố mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó, mỗi khi đi ngang qua đây, ông đều ghé vào nhà bà này để dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: này ông, tôi biết người vẫn thường ghé lại nhà chúng ta là một người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xây cho người một căn phòng nhỏ trên sân thượng, có tường hẳn hòi, rồi đặt tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Như thế, mỗi khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Một hôm, Elise đến Sunem, lên phòng cao và nghỉ tại đó. Ông nói với Gehazi, đầy tớ mình: hãy gọi người phụ nữ Sunem đến đây. Gehazi đi gọi bà, và bà đến đứng trước mặt anh ta. Elise nói với đầy tớ mình: hãy nói với bà ấy, kìa, bà đã cực nhọc lo liệu cho chúng tôi mọi điều này, vậy chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có cần chúng tôi nói giùm với vua hoặc với tướng chỉ huy quân đội điều gì chăng? Bà đáp: tôi vẫn sống bình thường giữa đồng bào tôi. Elise lại hỏi: vậy chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây? Gehazi đáp: tội nghiệp bà ấy,
bà ấy không có con trai, mà chồng bà ấy thì đã già rồi. Elise nói, hãy đi gọi bà ấy. Gehazi đi gọi bà, và bà đến đứng ngoài cửa. Elise nói với bà ấy, năm tới, vào lúc này, bà sẽ ẵm một đứa con trai. Bà đáp, không đâu, thưa Chúa là người của Đức Chúa Trời. Xin đừng nói dối với tớ gái ngài. Quả nhiên, bà ấy thụ thai, và năm sau, bà sinh một đứa con trai, đúng vào lúc mà Elise đã nói trước cho bà. Đứa trẻ lớn lên. Một hôm, nó đến cha nó đang ở giữa những thợ gặt mà nói rằng, con nhức đầu, con nhức đầu. Người cha bảo đầy tớ, hãy đem nó về cho mẹ nó. Người đầy tớ đem nó về giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa thì chết. Bà đem nó lên đặt nằm trên giường của người Đức Chúa Trời, rồi đi ra và đóng cửa lại. Sau đó, bà gọi chồng và nói, xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa cái, để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời, rồi tôi sẽ trở về. Chồng bà hỏi, hôm nay không phải là ngày mùng 1, cũng không phải là ngày Sa-bát. Vậy tại sao bà đi gặp người ấy? Bà đáp, ông cứ yên tâm. Bà bảo thắng lừa và dặn người đầy tớ, hãy thúc lừa nhanh đi, chỉ khi nào tôi bảo thì mới dừng lại. Vậy bà lên đường đến với người của Đức Chúa Trời trên núi Cạc-mên. Người của Đức Chúa Trời thấy bà từ xa thì nói với Gê-ha-si, đầy tớ mình, kìa, người đàn bà Su-nem đến, hãy chạy đi đón bà và hỏi bà ấy, bà có bình an chăng? Chồng bà và đứa trẻ có bình an chăng? Bà đáp, bình an. Khi bà gặp người của Đức Chúa Trời trên núi thì ôm lấy chân ông. Gê-ha-si đến gần để đẩy bà ra. Nhưng người của Đức Chúa Trời nói, hãy để mặc bà ấy, vì tâm hồn bà cay đắng lắm. Đức Giê-hô-va đã giấu ta điều đó và không cho ta biết. Lúc ấy bà nói, thưa Chúa, tôi có cầu xin Chúa một đứa con trai đâu. Chẳng phải tôi đã nói, xin đừng nói dối tôi đó sao? Elise nói với Gê-ha-si, hãy thắt lưng, cầm gậy của ta trong tay và đi. Dọc đường nếu con gặp ai thì đừng chào. Nếu có ai chào con thì đừng đáp lại. Con sẽ đặt cây gậy của ta trên mặt đứa trẻ. Nhưng mẹ của đứa trẻ nói, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề rằng tôi sẽ không rời khỏi ông. Vậy Elise trỗi dậy và đi theo bà. Gê-ha-si đi trước hai người và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe tiếng, cũng không thấy động đậy gì. Anh ta trở lại đón Elise và thưa với ông, đứa trẻ không tỉnh lại. Khi Elise vào nhà thì thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông. Elise vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ có ông với đứa trẻ ở trong. Rồi ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Sau đó, ông lên giường, nằm sắp trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Khi ông nằm ấp trên mình đứa trẻ như vậy thì cơ thể nó ấm trở lại. Elise bước xuống, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ lần nữa. Cuối cùng, đứa trẻ hắt hơi 7 lần và mở mắt ra. Elise gọi Gê-ha-si và bảo, hãy đi gọi người đàn bà Su-nem. Gê-ha-si đi gọi bà. Khi bà ấy đến, Elise nói với bà, hãy ẵm lấy con bà. Bà đến, sắp mình xuống dưới chân ông và lạy, rồi bà ẵm con mình và đi ra. Phép lạ Elise làm trong nàng đói. Elise trở về Ginh-ganh, lúc ấy trong xứ đang có nạn đói. Môn đồ của các nhà tiên tri đang ngồi trước mặt Elise. Ông bảo người đầy tớ, hãy lấy nồi lớn nấu canh cho môn đồ của các nhà tiên tri ăn. Một người trong số họ đi ra ngoài đồng để hái rau, thấy một dây rừng leo giống như nho dại thì hái những dưa dại ấy, bọc đầy vạt áo mình. Khi người ấy trở về, xắt ra từng miếng, bỏ vào nồi canh mà chẳng hề biết đó là trái gì. Người ta múc canh cho mọi người ăn, nhưng khi họ vừa ăn canh ấy thì la lên, hỡi người của Đức Chúa Trời, nồi canh này có chất độc chết người, và họ không thể ăn được. Elise bảo, hãy đem bột lại đây. Ông bỏ bột vào nồi canh và bảo,
hãy múc ra cho mọi người ăn. Vậy nồi canh không còn độc nữa. Elise hóa bánh cho 100 người ăn. Có một người từ Ba Anh Salisa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời bánh làm từ trái đầu mùa, gồm 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn dé để trong bị của mình. Elise bảo, hãy phát cho mọi người ăn. Người đầy tớ thưa, chỉ có chừng ấy thì làm sao con có thể phát cho 100 người ăn. Nhưng Elise nói, hãy phát các bánh đó cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va phán, người ta sẽ ăn và còn thừa lại. Vậy, người đầy tớ phát các bánh đó cho mọi người, họ ăn và còn thừa lại, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.